Chào mừng quý vị quay trở lại với phần tiếp theo của chương trình Đồng Tiền Thông Minh ngày hôm nay, với phần trò chuyện cùng anh Lê Văn Thanh, là đồng sáng lập của công cụ trình duyệt và tìm kiếm Cốc Cốc. Trước hết thì muốn hỏi anh thêm một chút, khi mà anh vừa nói là khi mà sản phẩm mới khởi nghiệp rồi anh nhận được khoản đầu tư nhỏ nhỏ và sau đó sau một thời gian nghiệm thu họ lại đầu tư thêm, thì cụ thể là để một người khởi nghiệp mà xây dựng cái sản phẩm và khiến cho nhà đầu tư liên tục rót tiền như vậy thì cụ thể cái sản phẩm nó phải chứng minh được cái điều gì? Lượng người dùng có phải là quan trọng nhất hay không? Trước hết đối với những cái dự án startup muốn thu hút được cái người đầu tư thì việc đầu tiên là cái ý tưởng của các bạn phải tạo ra một cái sản phẩm mà có cái sự khác biệt ở trên thị trường, khác biệt so với những cái sản phẩm hiện có trên thị trường. Và bạn phải chứng minh được cái khả năng của mình, khả năng về mặt kỹ thuật, tức là bạn phải thực hiện được cái ý tưởng của mình. Có thể không ngay lập tức, chúng ta không thể ngay lập tức thực hiện được toàn bộ cái ý tưởng của mình, nhưng mà phải có những cái kế hoạch cụ thể, không cần phải quá lớn, nhưng mà có những kế hoạch trung tâm cho từng giai đoạn để có thể thuyết phục được nhà đầu tư cho dự án. Và một cái điểm vô cùng quan trọng nữa, đó chính là chúng ta phải thể hiện được cho nhà đầu tư thấy được là tại sao cái dự án của chúng ta lại không thể hoặc là khó có thể bị học theo từ những cái doanh nghiệp lớn hơn. Chúng ta đều biết là một khi mà sản phẩm của bạn đã ra mắt thị trường, đã được nhiều người biết đến thì cái việc mà một cái doanh nghiệp lớn hơn có khả năng kỹ thuật lớn hơn chúng ta, lại có cả tiềm lực tài chính lớn hơn, họ học theo, họ có thể đợi. Nếu mà chúng ta không có những cái điểm mà khó có thể bắt chước được thì sau một thời gian ngắn là sản phẩm chúng ta sẽ thất bại. Như vậy thì rõ ràng tóm lại thì với những bạn khởi nghiệp công nghệ tại Việt Nam thì vẫn có những cái cơ hội là chúng ta đi vào những cái mảng mà các tập đoàn công nghệ lớn họ vẫn còn đang bỏ ngỏ. Khi mà khởi nghiệp thì chúng ta nên như thế, nên tìm ra những cái hướng đi mà chúng ta có thể nhanh chóng phát triển. Vâng. Quay trở lại khoản đầu tư mà anh vừa nhắc đến, đó là cái khoản đầu tư vừa mới được công bố gần đây, đó là khoảng gần 14 triệu đô la Mỹ từ một tập đoàn công nghệ rất là lớn của Đức là Hubert. Anh có thể chia sẻ cụ thể thì mình sẽ làm gì với số tiền này? Thứ nhất là chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh vào việc đầu tư vào duy trì cái đội ngũ kỹ sư chất lượng cao như hiện tại và duy trì cái hệ thống hạ tầng cơ sở kỹ thuật. Đây cũng là hai cái yếu tố quan trọng giúp cho Cốc Cốc tạo ra được những cái sản phẩm và đạt được cái vị trí như hiện tại. Cái mục tiêu mà Cốc Cốc theo đuổi là phát triển máy tìm kiếm ở Việt Nam, và mặc dù là bây giờ cái chất lượng tìm kiếm của Cốc Cốc không hề thua kém với Google, nhưng mà để mà thuyết phục được cái người dùng Việt Nam tìm hiểu và sử dụng cái sản phẩm của Cốc Cốc thì chúng tôi cần phải đẩy mạnh hơn nữa cái việc nâng cao chất lượng của các sản phẩm hiện có. Bên cạnh đấy thì chúng ta đều thấy rằng cái thị trường Internet trên điện thoại di động đang rất lớn và trở thành một trong những cái một phần rất quan trọng trong cái thị trường Internet. Chính vì vậy mà chúng tôi cũng có cái dự định là mở rộng cái phát triển cái sản phẩm của Cốc Cốc sang lĩnh vực điện thoại di động. Hiện tại thì khi mà chúng tôi đã kết thúc, Cốc Cốc đã kết thúc cái giai đoạn phát triển sản phẩm và chuyển sang kinh doanh, thì chúng tôi nhận thấy rằng cái trình độ của cái lực lượng bán hàng trên Internet, bán quảng cáo trên Internet ở Việt Nam là còn chưa cao và chưa nhiều. Chính vì vậy mà Cốc Cốc cũng đã và đang tổ chức những cái khóa đào tạo miễn phí dành cho các đối tượng là sinh viên mới ra trường, rồi những người Việt Nam trẻ tuổi, đào tạo về cái kiến thức quảng cáo số, kinh doanh trên mạng Internet. Việc này không những giúp cho Cốc Cốc có thể tìm được những cái nhân viên bán hàng tốt, mà còn chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ góp phần thúc đẩy cái nâng cao cái kiến thức cái của
đội ngũ kinh doanh Internet ở Việt Nam, thì nếu mà cái đội ngũ này tốt thì sẽ có cái vai trò rất quan trọng, đó là họ sẽ thu hút được thêm một lượng lớn người dùng tham gia vào cái hoạt động quảng cáo cũng như là mua bán trên Internet. Yeah. Và đấy cũng là đem lại một phần lợi ích cho các cấp. Yeah. Chắc chắn là với số lượng người dùng ngày càng tăng lên thì cái mảng kinh doanh online nó rất rất là nhiều cơ hội. Lúc nãy anh có chia sẻ về cái việc sử dụng cái nguồn tiền đầu tư vào cho việc phát triển cái nguồn nhân lực. Thì tôi có thể hình dung những cái lập trình viên của Cốc phải là những người rất là xuất sắc khi mà họ có thể tạo ra cái sản phẩm mà giúp anh cạnh tranh với lại một cái người khổng lồ là Google. Thì anh tìm kiếm những cái nhân lực công nghệ thông tin, những cái lập trình viên của mình như thế nào? Không phải bây giờ mà chúng tôi mới tự hào về cái đội ngũ kỹ sư người Việt Nam ở Cốc, mà từ cách đây 2 năm khi thương hiệu Cốc bắt đầu có tầm ảnh hưởng nhất định ở trên Internet. Ngay những ngày đầu tiên khi mà Cốc chưa có tên tuổi thì chúng tôi vốn dĩ cũng là những người xuất thân trong cái giới lập trình Việt Nam. Và chúng tôi có những cái mối quan hệ với các thầy cô giáo rồi, những người bạn cũng rất giỏi về lập trình. Và chúng tôi đã dùng cái ý tưởng, cái lý tưởng thì đúng không, để khêu gợi cái lòng nhiệt huyết của các bạn, và các bạn cũng cùng chúng tôi hy vọng rằng sẽ xây dựng được một cái sản phẩm phức tạp như máy tìm kiếm ở Việt Nam. Và từ đấy, từ những con người như thế thì chúng tôi mới có những cái tiếng nói nhất định để thu hút những lập trình viên khác. Và dần dần thì khi mà Cốc đã có tên tuổi thì cái việc thu hút lập trình viên cũng dễ hơn, bởi vì chúng tôi đã bắt đầu đảm bảo được một số cái quyền lợi nhất định, và cũng là tạo ra một cái môi trường chất lượng cao để cho các bạn học tập kinh nghiệm, phát triển kỹ năng của mình. Như vậy thì bên cạnh số tiền khoảng 14 triệu đô la từ Hubert, một tập đoàn công nghệ rất là lớn của Đức, thì bên anh còn nhận được sự hỗ trợ nào từ phía tập đoàn này trên cái phương diện là chuyên môn hoặc là những cái liên quan đến về nội dung trên mạng, trên nội dung số hóa? Chúng ta đều biết là Hubert Berta Media là một cái tập đoàn truyền thông hàng đầu của thế giới. Cái kinh nghiệm của họ trong cái lĩnh vực quảng cáo số là rất 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 quan trọng, và họ đối với Cốc, họ có thể giúp Cốc nâng cao cái chất lượng của cái đội ngũ kinh doanh. Thứ hai là họ sẽ giúp cho Cốc khai thác triệt để hơn cái hệ thống quảng cáo của Cốc, hệ thống bán hàng của Cốc. Khách hàng hiện có của Berta trên thế giới lớn, và họ có thể giúp Cốc kết nối với cái mở rộng cái tập khách hàng của mình với cái hệ thống văn phòng đại diện trên nhiều quốc gia, thì Berta cũng có vai trò nhất định trong việc Cốc mở rộng ra thị trường nước ngoài. Google thì với cái lượng người sử dụng khổng lồ của họ thì họ đã tạo nên một cái đế chế quảng cáo Google Ads, nhìn cũng đã biết. Thì liệu trong tương lai sẽ có một cái kiểu như là Cốc Ads chẳng hạn? Hiện tại thì Cốc cũng đã có cái sản phẩm quảng cáo của riêng mình. Chúng tôi cũng tập trung vào phân tích những cái đặc điểm của khách hàng để hướng cái quảng cáo đến đúng đối tượng khách hàng. Và nhưng mà nhiều khả năng rằng là Cốc cũng sẽ chỉ xây dựng cái hệ thống quảng cáo cho các sản phẩm của Cốc, bởi vì chúng tôi cũng không có tham vọng sẽ trở thành một cái đơn vị chuyên về kinh doanh quảng cáo. Mục tiêu của Cốc vẫn là theo đuổi đến cùng phát triển máy tìm kiếm ở Việt Nam. Khi mà một sản phẩm công nghệ của người Việt sáng lập ra thì rõ ràng một phần nào đó thì là người Việt Nam như tôi thì tôi cũng rất là ủng hộ, và có thể là trong thời gian đầu chưa được như ý hoặc là như thế nào đó, nhưng thực chất là có một cái sự ủng hộ từ những người khách hàng trong nước. Vâng. Theo anh cái điều đó nó quan trọng ra sao với những sản phẩm công nghệ Make in Việt Nam? Bất kỳ một nhà sản xuất nào khi mà phát triển sản phẩm của mình thì đều mong muốn cái sản phẩm đó được cái sự
ủng hộ từ phía người dùng và nhất là những cái nhà sản xuất mà có cái tâm huyết, có mong muốn xây dựng một cái sản phẩm phục vụ cho cộng đồng, thì cái sự khích lệ từ cộng đồng đối với sản phẩm của mình mang cái ý nghĩa rất lớn. Và không chỉ có cộng đồng người dùng Việt Nam ủng hộ chúng tôi mà ngay cả những cơ quan nhà nước liên quan cũng có cái sự ủng hộ khích lệ đối với Cốc Cốc, bởi vì Cốc Cốc hiện nay là cái đơn vị duy nhất ở Việt Nam phát triển cái sản phẩm đó là máy tìm kiếm. Thưa quý vị, vừa rồi là những chia sẻ của anh Lê Văn Thanh, đồng sáng lập của công cụ trình duyệt và tìm kiếm được sáng lập bởi những người Việt Nam là Cốc Cốc, với tham vọng là sẽ cạnh tranh trực tiếp với cả người khổng lồ Google tại thị trường tìm kiếm Việt Nam và tương lai là các thị trường quốc tế. Quý vị có thể xem lại đoạn phỏng vấn này trên website fbnc.vn hoặc là phản hồi cũng như là góp ý cho chúng tôi qua địa chỉ facebook.com/đồngtiềnthôngminh.